Bởi nhà anh xin mời cưới. Ngày nào cũng ăn chuối rồi nay nhịn đi. Ngày nào cũng được ăn. Ngày nào cũng ăn chuối rồi. Con giờ nó xong cái này đâu bây giờ rồi nào nhỉ? Đây là Siga bên kia là ấy bên cái đội là đam mê em không ăn được bọn anh xin ngon nhảy. Em kia em cứ động đậy một phát là như kiểu động đất trông ngột ngạt. Mình đi mình nhảy mình huỳnh nó không nhúc nhích mà nó chỉ cần nó chỉ cần không nó chỉ cần thở nhẹ cái thôi nó cũng long lay chứ. Long lay. Người ăn không hết cả lần. Tôi chưa có tình cảm trước như này. Dính nhau dài nhỉ. Mình ở nhà bật điều hòa cạnh 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 rét giữ phải nắm tay nhau được một tí tát mồ. Đúng. Đây rồi, cái không gian nó nóng thế này. Ui dồi, si ga mà thua là mẹ. Chỉ nhất nhím được cái là thôi. Si ga nhà xây dựng mình, nhà xây mình đã làm rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào tất cả các bạn. Hiện tại các bạn đang xem buổi phát video trực tiếp giờ đồi. Anh em đam mê và Siga. Vòng bán kết tài giải đang quay ra mở rộng năm 2021. Điểm số hiện tại bây giờ đang là 9-6. 16 nghiêng về anh em đam mê. Tập bóng ra ngoài. Hình như là trong sân. Anh em đam mê lên điểm số 11. Chị thế này mà không bình luận cho anh để kiếm ít đồng. Mày lắm, mày lắm. Không, mày ngập không phải ngửi cả. Thôi, không ăn đâu. Anh em đam mê phát bóng, điểm số 11, 6. Tỷ số 12, 6, Siga xin hội ý chiến thuật. Nhưng mà anh Tuấn về bảo anh Tuấn khỏe kìa, mình mới tin được.
đồ cái này được á? Nó đi không được tựa, không được đấy nguy hiểm. Chỉ một đăng trên mãi rồi. Anh em đam mê phát bóng. Điểm số 12-6. Mình gặp nó đã. Không đẩy 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 không phải đứng nhặt nó để tao quên gì cả mày. Nhặt mày. Chặn bóng thành công. Anh em mê tỷ số 13-6. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cố lên, cố lên. Anh Sơn kìa, anh Sơn đấy. Tỷ số 7-13. Đánh bóng ngoài sân 83. Cổ Tân nhìn thấy cổ Tân hai cái dây áo thật sự luôn đấy, thật khổ cả hai dây áo thật sự luôn đấy. Hai cái dây đấy là tối về là mất. Mình đang đang nghỉ để đang nghỉ đâu thật này. Này, tôi ẻ đó. Bóng ngoài sân. Tỷ số 10-13. 9-13. À 9-13. Bắt đi. Bóng nó tiến vạch bán nó bắt được vạch bán bắt không anh? Không, lúc mừng lợi thì bắt được quả ở dưới vạch bán mà. Bóng nó dầm kỳ đấy. Cái này nó dầm kỳ. À, hiện tại dàn cổ động viên của Siga rất chi là đam mê là rất chi là chất lượng nhá. Tâm hồn rất là có những tâm hồn rất chi là nóng bỏng nhá. Đây sẽ là một pha ăn mừng của anh em đam mê chăng? Đây không phải. Không phải, rồi, quá chán. Không được xem ăn mừng rồi. Quá buồn. Điểm số 10-13, cũng chưa biết được không? Quả này có thể là một pha lật kèo của Siga chăng? Cũng chưa thể nói lên điều gì hết. Cờ bạc vén nhau phút cuối. Tự sát trong nhà cát của anh Chuyên Trần. Tỷ số 14-10. Này, nhìn này, đây là một sẽ là một pha ăn mừng kết thúc trận đấu chăng? Em sẽ kết thúc. Chưa phải. Không phải. Co điểm. Đúng rồi. Đây. Ôi, quá tình cảm luôn. Đây, cảm xúc của anh em đam mê hiện tại rất chỉ là vui sướng. Ôi rồi, rung rinh. Ôi rồi, quá mạnh. Đây, cảm xúc quá dâng trào luôn. Chúc mừng anh em đam mê. Con kia